Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương minh liệt sĩ và 70 năm ngày giải phóng thủ đô, vừa qua, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành đoàn Hà Nội cùng các ban ngành, đoàn thể của thành phố. Theo đó, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa, dâng hương và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 đài tưởng niệm trung tâm ở thành phố Quảng trị. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của đoàn 559, bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại nghĩa trang này, các đại biểu của thành phố Hà Nội đã kính cẩn thắp hương tại khu mộ liệt sĩ Hà Nội với hơn 1.000 ngôi mộ với lòng thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm trung tâm, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự chiên sâu sắc đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Đoàn cũng thực hiện nghi lễ thả hoa đăng trên dòng sông Linh Thiêng Thạch Hãn, nơi ở yên nghỉ vĩnh hằng của các chiến sĩ thành cổ kiên trung cũng là nơi đã đi vào lịch sử với những câu chuyện bi thương hào hùng của thế hệ cha anh trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tại đây với lòng biết ơn sâu sắc, các thành viên trong đoàn đã gửi lời tri ân và nguyện cầu cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ an nghỉ nơi cõi thiêng. tham gia vào đoàn công tác của thành phố thì ngày hôm nay đại diện của thành đoàn Hà Nội cũng có mặt tại ở Nghị trang Trường Sơn cũng như là các địa điểm di tích và di tích thành cổ Quảng Trị trên địa bàn của những cái nơi mưa bom bão đạn 77 năm về trước để truyền đi những cái thông điệp cho lớp trẻ về những hy sinh của cha anh đã trải qua nhiều năm trước đây để chúng ta có được nền hòa bình độc lập như hiện nay. Cùng ngày đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, cụ thể hóa quan hệ những mục tiêu chung đã đề ra. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã trao tặng 150 nhà tỉnh Nghĩa trị giá 15 tỷ đồng, trao nguồn lực hỗ trợ an sinh 3 tỷ đồng và cấp phần qua trị giá 570 triệu đồng cho người có công và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cũng tại đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thay mặt đảng bộ, nhân dân thủ đô trao quà cho đại diện 15 người có công và 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong dịp 27 tháng 7 năm 2024 kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và đây cũng là cái dịp mà kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Thì thành phố Hà Nội đã có tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công của cái quà tặng của thành phố nhân dịp này. Đã tổ chức các cái đoàn của đại diện cho thành phố Hà Nội đi tri ân thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn của cả nước khắp bắc trung nam từ những cái việc làm như vậy từ cái ý nghĩa giáo dục như vậy thì để xác định cho mỗi người dân cũng như là thế hệ trẻ cái ý thức trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc